giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Quý Bình lần đầu hé lộ khoảnh khắc cầu hôn bà xã danh nhân, xúc động với niềm vui vỡ òa. Những ngày qua, thông tin về đám cưới của diễn viên Quý Bình và vợ doanh nhân Hơn Tuổi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Sau các mối tình thì anh cũng tìm được nửa kia cho mình. Đám cưới diễn ra khép kín, hạn chế tác nghiệp truyền thông và chỉ khi mọi thứ hoàn thành thì cặp đôi mới chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc đến với khán giả. Mới đây nhất, trên trang cá nhân vừa đăng tải khung ảnh mình quyết định làm điều đặc biệt cho người phụ nữ bên cạnh. Theo đó, Quý Bình đã cầu hôn bà xã. Dù có chuẩn bị trước nhưng anh vẫn diễn áo thun tay dài và quần ngắn hết sức đơn giản. Chính nam diễn viên cũng chẳng tin vào hình ảnh đời thường này mà không phải một bộ phép lịch lãm như mình đang đứng trên sân khấu. Từng chia sẻ với truyền thông, Quý Bình nói về ngày đặc biệt. Đó là thời điểm cách đây một năm, vào dịp sinh nhật của bà xã. Lúc đó tôi đang mặc một chiếc quần ngắn khi mọi người đang tổ chức sinh nhật. Tôi cũng không nghĩ mọi người làm hoành tráng đến như vậy. Lúc đó tôi giấu chiếc nhẫn trong người, định lên phòng thay đồ rồi mới chạy xuống nhưng thấy không khí vui quá. Tôi mặc quần đùi và cầu hôn cô ấy trước mặt hai gia đình. Ngay lúc này đây, nhiều bạn bè và người thân càng ủng hộ hơn vì họ cho rằng đơn giản như vậy mới là chân thành, không cần quá cầu kỳ hay xa hoa. Ngay lúc này đây, vợ Quý Bình nhanh chóng bình luận, vẫn không thể giấu được nụ cười và tiếp đó là đoạn hội thoại khá tình tứ của cặp đôi mới cưới. Tuổi tác đôi khi chẳng quan trọng mà cái chính là ở cả hai vẫn luôn ngọt ngào, trêu ghẹo nhau để mỗi ngày trôi qua nhiều niềm vui. Sau đám cưới anh lại tất bật đi quay, nhưng trước đó đã tranh thủ đưa vợ về ăn tối cùng với gia đình, các cháu. Nam diễn viên cưới bà xã không vì đẹp hay trẻ trung, mà họ đến với nhau vì sự phù hợp, tình cảm mà anh dành cho đối phương. Nhưng hiện tại đối với vợ khá hạnh phúc vì đang ở thời điểm vừa cưới mặn nồng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.